Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản ở trên Xnet một cách chuẩn chỉnh và đầy đủ nhất. Ngoài ra thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn cách làm sao để có thể giao dịch cũng như là việc nạp rút tiền ở trên Xnet liệu nó có tiện lợi và an toàn hay không. Thì như các bạn đã biết, Xnet là một trong những sàn Forex lớn nhất cũng như là uy tín nhất tại Việt Nam. Bản thân mình thì cũng đã giao dịch ở trên Xnet được khoảng 4 năm rồi và cũng đã nạp rút rất nhiều tiền ở trên này. Trên trang chủ của Xnet thì bạn cũng có thể thấy được toàn bộ những cái giấy phép hoạt động cũng như là các cái chứng chỉ hành nghề. Thế nên là mình hoàn toàn an tâm khi mà mình giao dịch ở trên này. Thì đầu tiên để có thể đăng ký được sàn Xnet một cách chuẩn chỉnh nhất thì các bạn cần phải tìm đúng website của Xnet, bởi vì mình biết rằng ở ngoài kia ở trên Google các bạn search ra thì có rất nhiều những cái trang web giả mạo. Thế nên cách an toàn nhất cũng là tốt nhất thì các bạn có thể kéo xuống phía dưới video này thì mình có để một cái link đăng ký tài khoản Xnet này. Thì các bạn ấn vào link này thì nó sẽ hiển thị ra website chính của Xnet và bạn có thể bắt đầu mở tài khoản ở đây. Thì các bạn kích vào phần mở tài khoản giúp mình. Thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng đăng ký. Ở đây thì cũng rất là đơn giản thôi. Về phần quốc gia thì ví dụ bạn ở Việt Nam thì mình sẽ ghi là Việt Nam ở đây. Đây, Việt Nam. Ở phía dưới này thì các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào. Ở phía dưới này là phần mật khẩu thì các bạn chú ý cho mình là mật khẩu là phải từ 8 cho đến 15 ký tự. Sử dụng cả chữ in hoa và chữ thường và cần phải kết hợp một số. Ok, thì mình có thể lấy mật khẩu đó là xin chào 123 thì chữ X ở đầu viết hoa và phía cuối là số là 123. Thì như vậy nó đã đáp ứng đủ tất cả các cái điều kiện là 8 ký tự, có cả trí tự in hoa, in thường và có cả số. Thì đây là một cái mật khẩu. Thì các bạn có thể đặt tên của các bạn kèm theo chữ đầu viết hoa và tên năm sinh hoặc là số năm sinh ở phía cuối, tùy các bạn. Thì sau khi mà các bạn đã điền xong rồi thì các bạn ấn vào phần tiếp tục cho mình. Đấy, ấn vào phần tiếp tục. Ok, và như vậy là các bạn đã có được một tài khoản ở trên Xnet rồi. Thì ở đây nó sẽ cho các bạn chọn phần tài khoản giao dịch. Thì ở đây nó có hai phần tài khoản, đó là phần tài khoản thử nghiệm, tức là các bạn có thể giao dịch test ở trên này với cái số tiền ảo là 10.000 đô và bạn cũng có thể nạp tiền vào để có thể giao dịch thật luôn. Thì ở đây thì mình sẽ tạo là cái tài khoản thực của mình luôn nhá. Đây, mình ấn vào phần tạo tài khoản thực. Thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng, đây là cái bảng nạp tiền, đây, ở phần nạp tiền đây. Thì đầu tiên để có thể nạp tiền thì các bạn cần phải xác minh trước đã. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn cách làm sao để các bạn có thể nạp tiền vào đây được luôn nhá. Đây, thì mình sẽ ấn vào phần Internet Banking này. Đây, thì nó sẽ bắt các bạn yêu cầu là xác minh hồ sơ. Thì mình sẽ ấn vào phần là xác minh hồ sơ. Ok, ở đây thì việc xác minh đầu tiên là cần phải xác minh qua email. Thì nó sẽ gửi một cái mã về cái email của các bạn. Thì các bạn ấn vào phần gửi mã cho tôi. Thì nó sẽ gửi cái mã về cái email của các bạn. Rồi các bạn điền vào đây, thế là xong. Đấy, mình đã nhận được mã ở bên EXNet rồi. Thì mình sẽ copy vào và cho vào đây. Đó. Rồi sau đấy các bạn ấn vào phần tiếp tục. Rồi tiếp theo thì các bạn cần phải xác minh qua điện thoại. Thì các bạn điền cái số điện thoại của các bạn vào đây. Ví dụ số điện thoại của mình là 079. Rồi các bạn ấn vào phần là gửi mã cho tôi. Thì ở đây người ta sẽ gửi cái mã xác minh vào trong cái số điện thoại mà các bạn vừa điền. Đây, mình đã nhận được luôn rồi đây. Rồi sau đấy các bạn ấn tiếp tục. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bước xác minh email và xác minh qua điện thoại rồi. Giờ thì đến phần thông tin cá nhân. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần điền thông tin cá nhân. Thì các bạn lưu ý ở đây là các bạn cần phải điền thông tin cá nhân đúng so với cả chứng minh nhân dân hay là thẻ căn cước các bạn nhé. Ví dụ mình tên là Nguyễn Tùng Dương thì mình sẽ điền ở đây là Dương. Đó, viết hoa chữ đầu và có dấu. Họ mình sẽ là Nguyễn Tùng. Nguyễn Tùng. Được rồi, mình là Nam. Mình sinh ngày là 12 tháng 1 năm 94 chẳng hạn đó. Và địa chỉ các bạn cũng cần phải điền địa chỉ đúng như ở trong cái thẻ căn cước hoặc là chứng minh nhân dân của các bạn. Thì mình sẽ điền vào đây. Mình lấy ví dụ như là 123. Thì các bạn cần phải điền đúng như thế. Rồi sau đấy các bạn ấn vào phần tiếp tục cho mình. Ok, và như vậy là các bạn đã hoàn tất xong tất cả các cái xác minh thông thường. Và tại cái thời điểm này là bạn có thể nạp và giao dịch với số tiền lên đến là 2.000 USD, tức là tương đương khoảng tầm 50 triệu Việt Nam đồng là các bạn có thể bắt đầu nạp tiền vào và giao dịch được rồi. Còn nếu mà các bạn muốn nạp cái số tiền lớn hơn thì các bạn cần phải xác minh danh tính, đấy, tức là địa chỉ, tức là các bạn cần phải KYC là chụp chứng minh nhân dân hay là thẻ căn cước của mình lên để xác minh. Thì tí nữa ở cuối video mình cũng sẽ chỉ cho bạn cách xác minh luôn. Nhưng mà tại cái thời điểm này khi mà bạn đã làm được đến bước này, tức là bạn đã có thể nạp tiền vào và bắt đầu giao dịch được rồi. Đây, thì bây giờ mình sẽ ấn vào phần là thử nạp tiền ngay nhé. Đây, thì các bạn có thể thấy là cái phần nạp tiền bây giờ nó không còn cái khóa màu vàng như trước nữa này. Nó đã bắt đầu mở rồi.
Và ở đây có rất là nhiều cách các bạn có thể nạp tiền vào, nhưng mà cách tối ưu nhất mình khuyên các bạn đó là nên nạp từ Internet Banking, tức là các bạn sẽ chuyển tiền trong ngân hàng vào trong sàn Xnet và tiền của bạn sẽ tự động nhảy trong tài khoản. Sau này nếu mà các bạn giao dịch xong, các bạn có lời các bạn rút ra thì các bạn cũng có thể rút thẳng về trong tài khoản ngân hàng của mình luôn được. Đây, thì đây là cái cách mình hay dùng nhất và đây họ cũng bảo là khuyên dùng đây này. Đó, thì các bạn có thể vào trong cái phần trước đấy, đây là cái phần giao dịch, thì đây là cái giao diện giao dịch của nó. Thực ra thì mình không thích cái giao diện này lắm đâu, bởi vì cái giao diện mà mình hay dùng cơ, thì đây mình sẽ cho các bạn xem cả cái giao diện mình hay dùng. Đây, đây chính là cái giao diện mà mình hay dùng. Thì các bạn có thể thấy ở phía dưới này là mình đang có 3 cái lệnh và tổng tài khoản của mình đang lãi được 525 đô rồi. Đấy, nó vẫn còn đang nhảy. Thì chắc cái này thì mình sẽ chỉ bạn ở video sau. Video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách nạp tiền và rút tiền trước đã, để test xem là nó có ok hay không. Và đây là tài khoản thử nghiệm. Thì tài khoản thử nghiệm này nó đang có là 10.000 đô. Còn nếu các bạn click vào đây thì nó sẽ có cái tài khoản thực, nó ghi chữ thực này này, đang là 0 USD. Thì các bạn có thể chuyển qua đây. Đó, thì ở đây, thì ở cái giao diện tài khoản thực này thì các bạn mới có thể bắt đầu là nạp tiền vào cũng như là giao dịch để có thể kiếm lợi nhuận. Thì trước mắt thì mình sẽ thử là nạp tiền trước nhé. Đây, thì bạn có thể ấn vào phần nạp tiền phía trên này. Đó, thì nó cũng sẽ ra cái phần giống như vừa nãy thôi, là phần nạp tiền. Thì các bạn ấn vào phần là Internet Banking cho mình. Đó, mình ấn vào đây này. Nào, cái tài khoản của mình đây, check xem là có đúng không nhá. Tài khoản của tôi đây, 1064553, được rồi. Nạp tiền này, Internet này, đây 1064954553, đây rồi. Và đây các bạn điền cái số tiền Việt Nam đồng mà các bạn muốn nạp vào thì nó sẽ chuyển đổi sang USD ở trên này. Bởi vì ở trên này họ sẽ quy đổi và giao dịch ở trên USD. Ví dụ mình muốn nạp 2 triệu rưỡi chẳng hạn. Đây, 2 triệu rưỡi thì nó tương đương với cả cái số tiền là 106 USD. Thì mình sau khi mình ấn vào xong rồi thì mình sẽ ấn vào phần tiếp tục. Ok, ở đây thì nó sẽ có một vài các cái thông tin, ví dụ phương thức thanh toán là Internet Banking này, số tiền các bạn cần nạp đó là 2 triệu rưỡi này. Hoa hồng thì các bạn không mất phí nhé, các bạn nạp tiền và rút tiền ở trên này không hề mất một phí nào cả, chỉ mất là cái tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ như ở đây là 1 USD này sẽ bằng là 23.447 Việt Nam đồng, đó, và nó sẽ đến cái tài khoản thật của các bạn là tài khoản 1064954553. Của bạn thì chắc chắn là số của nó sẽ khác, nhưng mà đây là cái tài khoản mình mới lập thì nó sẽ là cái số này. Rồi, các bạn ấn vào phần xác nhận cho mình. Ok, đến bước này thì các bạn cần phải chọn tên ngân hàng mà các bạn muốn chuyển. Ví dụ ở đây thì mình muốn chuyển qua Techcombank chẳng hạn đây. Mình hay chuyển là qua Techcombank thì mình sẽ chọn vào Techcombank này. Và mình sẽ ấn vào thanh toán là 2 triệu rưỡi ở đây. Đó. Ok, ở đây thì các bạn cứ đợi cho nó tải nhé. Các bạn đừng ấn F5 hay gì cả. Đấy, thì nó sẽ hiển thị luôn cái mã QR code này này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyển khoản ở trên cái tài khoản ngân hàng của mình. Ok, cho những bạn nào chưa biết thì ở đây nó đang hiển thị một cái mã QR code. Thì để quét QR code thì các bạn ấn vào phần mà nó có 3 cái hình vuông này này. Đây là ở trên app Techcombank. Ở trên các app khác thì mình nghĩ rằng nó cũng tương tự thôi. Thì các bạn ấn vào phần quét QR. Đó. Rồi các bạn di cái này lên cái mã QR ở phía trên này thì nó sẽ hiển thị ra luôn toàn bộ thông tin mà các bạn không cần phải nhập tay nữa. Ở đây thì các bạn chú ý cho mình là check là số tiền là 2 triệu rưỡi đúng chưa này. Tên người hưởng thụ tài khoản này, DIT là 0018 đúng rồi này. Số tiền đúng rồi này. Và các bạn chú ý cho mình là cái phần nội dung ấy, như ở đây là họ đang đề là 2178992 thì cái này các bạn không được thay đổi nhá. Mà nó sẽ áp dụng vào đây luôn để nó biết được là cái mã số này nó sẽ vào tài khoản nào, bạn nạp tiền vào nó sẽ vào tài khoản nào thì nó sẽ dựa theo cái mã số này. Thế nên là các bạn không được thay đổi mã số này. Đơn giản là các bạn check xong như thế ok thì các bạn ấn vào xác thực để chuyển tiền thôi. Ok, và như thế là mình đã chuyển thành công rồi đấy. Đấy, mình sẽ chụp màn hình lại rồi mình ấn hoàn thành. Sau khi mà mình đã chuyển xong rồi. Ok, sau khi là mình đã chuyển khoản xong rồi thì mình sẽ ấn vào đây là mình đã xác nhận là đã thanh toán nhá. Mình ấn vào phần này, xác nhận thanh toán. Được rồi, thì lúc này đã giao dịch nó đã thành công rồi. Thì các bạn ở đây là các bạn cần phải đợi thôi. Thì mình sẽ quay trở lại cái trang web này của mình.
Ok, thì các bạn có thể thấy ở đây là cái tài khoản thật của mình nó vẫn chưa nhảy tiền. Đây, mình sẽ thử xem nhé. Đây, tài khoản thử nghiệm này. Đấy, tài khoản thử nghiệm thì đang có 10.000 đô này. Đây, tài khoản thật đây, tài khoản thực của mình thì chưa có xu nào đây. Đó, vẫn chưa có. Được rồi, giờ thì mình thử ấn vào cái phần nạp tiền này để ra cái phần ở giao diện này. Thì mình có thể check được đây, tài khoản của tôi đây. Đó, nó chưa có USD ở trong này hiện tại đâu nhỉ. Đây, trang này thì các bạn cứ để nguyên cho mình nhé, các bạn đừng làm gì cả, các bạn cứ để nguyên cho mình. Rồi mình sẽ đợi, mình sẽ thử F5 xem. Ok, và chỉ mất khoảng tầm 1-2 phút thôi là tiền ở trong tài khoản của mình đã nhảy 106 USD đây rồi. Nào, mình vào trong cái phần cá nhân này, rồi mình cần ấn F5 nhé. Đó, trên này nó đã hiển thị là cái tài khoản thật của mình nó đã là 106 đô rồi đây này. Đây, và trong cái bảng giao dịch đây nó cũng đã hiển thị cái số tiền của mình đang là 106 đô rồi. Ok, và từ đây là các bạn đã bắt đầu có thể giao dịch và kiếm tiền được rồi. Thì mình có một lưu ý, bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn cách làm sao để giao dịch nhé. Thì các bạn lưu ý cho mình, đầu tiên là ở cái phần đây này, nó có chữ lô ấy. Thì đầu tiên các bạn điền cho mình là 0,01 lô cho mình. Đây là cái số lệnh ít nhất mà bạn có thể bắt đầu tham gia giao dịch ở trên này, được chưa? Là số lệnh ít nhất, thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm luôn. Ví dụ ở đây nó đang trong một cái đà tăng chẳng hạn, thì mình sẽ ấn vào phần mua. Đây là cặp Euro và USD chẳng hạn, mình sẽ ấn vào mua nhé. Đó. Các bạn sẽ thấy là khi mà mình ấn mua ấy thì ngay lập tức là mình sẽ bị lỗ 0,12 USD. Thực ra đây là cái chênh lệch giữa phí mua và phí bán thôi. Tức là bây giờ nếu mà mình muốn có lời thì mình cần phải đợi giá đi qua cái điểm này thì mình sẽ bắt đầu có lời. Thì cái này nó chính là cái chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Giống như là các việc các bạn mua bán vàng ấy thì nó sẽ có một cái khoản phí ở giữa. Đó, giữa giá mua và giá bán thì đây chính là cái cách mà sàn kiếm lời. Thì để kiếm lời thì mình sẽ cần phải đợi cái giá của cái cặp giao dịch này nó vượt qua cái điểm vào lệnh của mình thì lúc đấy mình mới có lời. Như ở đây là các bạn có thể thấy là nó bắt đầu tăng lên, là mình bắt đầu đỡ lỗ hơn một tí ở đây. Đấy, 0,03 âm 0,02 đô rồi. Đấy. Đấy, bây giờ nó bắt đầu xanh rồi này, 0,04 đô. Thì tức là lúc này khi mà cái giá nó vượt qua được cái điểm vào lệnh của mình với cái lệnh mua này thì là mình bắt đầu có thể kiếm được lời và mình có thể cắt lệnh được rồi. Đấy, các bạn có thể theo dõi cái lệnh đây, lệnh mua này, Euro USD này. Số lô là 0,01 đây, là số lô thấp nhất này, giá vào lệnh, giá hiện tại, các thứ ở đây. Đó. Thì ở đây mình sẽ thử đợi một lúc để xem là cái giá nó có lên cao hơn nữa không thì mình sẽ chốt. Đấy, nó khi mà nó thụt xuống thì lúc đó thì mình lại bắt đầu lỗ rồi này. Đấy, nó bắt đầu nhảy tiếp thì mình sẽ thử theo dõi xem nhé. Ok, và ví dụ như ở đây là mình lãi được 0,006 đô này, 0,08 đô rồi, 0,09 đô rồi. Đấy, 0,12 đô. Ok, được rồi, thì mình sẽ thử cắt lệnh. Đó, và như các bạn thấy là mình đã có được một chút lãi ở trong cái tài khoản của mình rồi. Thì tương tự như thế, nếu mà các bạn nâng cái số lô của các bạn lên, ví dụ như 0,1 chẳng hạn, thì lúc này cái biến động của nó sẽ ảnh hưởng đến giá rất là nhiều. Ví dụ ở đây mình sẽ vẫn tiếp tục là ấn mua đi. Đó, thì các bạn có thể thấy đây, đây là khi mà mình vừa mới vào lệnh ấy, là mình đã bị lỗ mất 1 đô rồi, đúng không? Với lệnh 0,01 này là mình đã bị lỗ mất 1 đô rồi. Thì bây giờ mình cần phải đợi nó tăng qua cái điểm này thì mình mới có lời. Thì đây chính là cái chênh lệch giữa phí mua và phí bán. Tức là các bạn đặt lệnh càng lớn ấy thì cái số tiền các bạn được sẽ càng nhiều, số tiền mất cũng càng nhiều và cái số phí tất nhiên là nó cũng theo đó mà tăng lên. Thì ở đây mình sẽ đợi thử xem là lên trên nó sẽ như thế nào. Như các bạn có thể thấy ở đây là cùng với cả cái biến động như vừa nãy, nhưng mà với việc là mình đặt cái số lô nó cao lên gấp 10 lần thì cái số lời và cái số lãi của mình nó cũng đã tăng lên gấp 10 lần rồi. Ok, như ở đây là các bạn có thể thấy là cái giá của nó đã đi lên rồi và các bạn có thể thấy là mình đã lãi được 0,3, 0,4 đô rồi và tài khoản của mình đã nhảy lên 107 đô rồi. Đó, nhảy lên 107,33. Đấy, số vẫn đang nhảy theo cái giá của thị trường. Ví dụ mình bằng lòng với cả cái số lãi là 107 chẳng hạn thì mình sẽ ấn vào cắt lệnh ở đây. Ok, do là vừa nãy mình chậm quá, mình không cắt lời kịp. Thế nên là thành ra bây giờ là mình bị lỗ mất 2 đô la. Đó là
rơi vào tầm là 50.000 là một bát phở rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử cắt lệnh nhé. Mình sẽ ấn vào đây để đóng lệnh này. Đó. Thì các bạn có thể thấy là cái số tiền thực của mình bây giờ chỉ còn lại 104 đô thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử rút cái số tiền này ra xem là nó sẽ như thế nào nhá. Thì các bạn ấn vào trong phần này cho mình. Rồi các bạn ấn vào trong phần là rút tiền. Đó, ví dụ như rút tiền ở đây. Thì nó sẽ hiển thị lại cái khu vực cá nhân như vừa nãy. Đấy. Đây, cái khu vực rút tiền đây. Thì các bạn có thể ấn vào phần là Internet Banking này để rút tiền về trong cái tài khoản ngân hàng mà các bạn vừa nạp vào ấy. Thì các bạn có thể rút về đây luôn. Thì các bạn ấn vào đây để rút tiền. Và bây giờ thì mình sẽ thử rút tiền trên Xnet xem là cái việc rút tiền này nó có nhanh chóng và an toàn giống như là việc mình nạp tiền hay không. Thì các bạn có thể thấy là cái tài khoản của bạn đây, vừa rồi mình bị lỗ mất 2 đô la, bây giờ mình còn lại 104 USD thôi. Và đây thì mình sẽ điền cái số tiền mà mình muốn rút. Ví dụ ở đây là họ cho phép rút từ 15 đô này, tức là 15 đô là tương đương 350.000 là mình có thể bắt đầu rút được rồi. Và ví dụ mình muốn rút hết chẳng hạn, đó là 104,63. Ok, giờ thì mình sẽ ấn vào phần tiếp tục. Đó, thì các bạn có thể thấy ở đây là các cái thông tin mà khi mà cái số tiền các bạn nhận được thì cũng sẽ không mất bất kỳ một cái khoản phí nào nhé. Và cái số tiền khi mà các bạn rút ra 1 USD sẽ tương đương với khoảng 23.421 đồng Việt Nam đồng đây. Rồi, giờ các bạn ấn vào phần là xác nhận. Ok, thì ở đây nó sẽ gửi một cái mã xác nhận về trong cái số điện thoại của các bạn. Đây, ở đây thì mình đã nhận được rồi. Mình sẽ điền vào. Đó. Rồi sau đấy thì các bạn ấn vào phần xác nhận. Ok, thì ở đây các bạn sẽ điền cái ngân hàng mà các bạn muốn rút. Thì ở đây ví dụ mình vừa nạp vào bằng Techcombank thì mình sẽ rút bằng Techcombank luôn. Mình sẽ ấn đây T, Techcombank này. Số tài khoản ngân hàng của mình sẽ điền vào này. Ok, phần chủ tài khoản ngân hàng thì các bạn điền đúng như ở trong cái tài khoản của các bạn là viết hoa và sẽ là không viết dấu. Ví dụ là mình là Nguyễn Tùng Dương. Như này chẳng hạn, sẽ là viết hoa và không có dấu. Rồi, thì sau đấy thì mình sẽ ấn vào xác nhận. Ok, và ở đây nó sẽ bảo là cái yêu cầu của bạn đang được xử lý. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái khu vực cá nhân. Ok, đây là cái thanh toán của mình đã được chấp nhận rồi này. Thì mình sẽ vào phần lịch sử để mình xem nhé. Phần lịch sử đây. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái phần nạp tiền vừa nãy thì nó đã hoàn tất rồi. Hiện tại thì mình đang rút tiền đây từ Internet Banking thì nó đang hiển thị là xử lý. Mình sẽ ấn vào phần tài khoản của mình để xem nhé. Đây hiển thị ở trên này vẫn đang là 104 đô đây. Đây, đây là tài khoản của mình vẫn còn 104 đô. Đó, đấy, nếu mà mình giữ lệnh một tí thì vừa nãy nó lên trên đây là nó qua rồi. Mình nhớ là vừa nãy mình đặt lệnh đâu đó ở phía vùng này. Đây, ở vùng này. Mà bây giờ giá nó lại vừa tăng lên rồi. Tất nhiên là đây là một cái clip gọi là hướng dẫn cho các bạn. Thế nên là mình cũng sẽ không phân tích quá nhiều về các cái biểu đồ các thứ. Mà code chỉ là để làm ví dụ cho các bạn thôi. Để các bạn có thể hiểu được cái thị trường, cách giao dịch cũng như là cách nạp rút tiền như thế nào. Thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về cái cách các bạn phân tích. Làm sao để có thể vào lệnh mà nó có tỷ lệ thắng cao nhất. Cũng là nếu mà các bạn thắng thì các bạn sẽ thắng được nhiều tiền nhất. Đó. Đây, như cái tài khoản này mình đang giao dịch là mình lãi được đây. Vừa nãy là 125, bây giờ lên 127 đô rồi. Đấy, 128 đô đây. Nó vẫn đang nhảy ở phía dưới này. Đó, thì những cái phân tích này nó sẽ cụ thể hơn, nó sẽ chuyên sâu hơn. Trước mắt là với những các bạn mới tham gia thị trường thì các bạn có thể làm quen được một cái giao diện, cũng như hiểu được cách giao diện nó như thế này là ok rồi. Giờ thì mình sẽ đợi xem là cái thời gian rút tiền nó sẽ mất bao lâu. Còn cái trang ở trên này nó là kiểu như thế này. Mình vẽ đại khái thôi. Kiểu nó song song như thế này. Đó, thì ví dụ như kiểu các bạn đặt lệnh ở đây thì có thể đợi khi nào nó chạm lên cái vùng này. Thì các bạn sẽ cash out ra. Các bạn sẽ thoát ra. Đấy, giá nó đang tăng lên đến cái vùng đấy rồi này. Đây, nó đã nhảy về không rồi. Tức là cái lệnh rút tiền của mình đã được hoàn thành rồi. Mình sẽ vào cái phần khu vực cá nhân này để mình xem. Đây, tài khoản của tôi đây. Đó. Đây, cái tài khoản thực của mình nó đã về 0 USD rồi. Mình sẽ vào phần lịch sử giao dịch xem sao. Đó, là cái tiền của mình đang bắt đầu được chuyển đi rồi đây này. Đó. Bây giờ mình sẽ đợi ở trên tài khoản ngân hàng của mình. Đó, đây này, nó tăng lên rồi đây này. Thì đến lúc này các bạn có thể chốt lời
Nếu mà mình tính không nhầm thì ở đây nó có thể lên đến được khoảng tầm 5 cho đến 6 đô ở trên này ấy. Lãi được 5 cho đến 6 đô khi mà mình chốt lời ở đây. Đó. Nhưng mà do là mình làm clip thế nên là mình cut out hơi sớm, thành ra là bị lỡ mất. Ok, và sau khoảng 3 đến 5 phút thì mình cũng đã nhận được tiền chuyển khoản từ Exnet về trong tài khoản ngân hàng của mình. Số tiền đúng là 2.450.542 đồng. Giờ thì mình sẽ thử vào trong phần lịch sử giao dịch xem là nó đã xử lý hoàn thành chưa. Đây. Ok, và như các bạn có thể thấy là cái phần rút tiền nó đã hoàn tất rồi. Và như thế là mình đã rút tiền thành công. Theo mình đánh giá thì cái phần nạp tiền vào thì tương đối nhanh. Nó tầm 1 cho đến 2 phút thôi là mình đã nạp tiền thành công rồi. Còn rút tiền thì mất từ 3 cho đến 5 phút. Tuy nhiên thì như thế này nó cũng đã thuận tiện hơn so với cả cái việc các bạn nạp tiền hay là rút tiền ở trên sàn tiền điện tử, nhanh hơn rất là nhiều rồi. Giao dịch nó cũng dễ hơn rất là nhiều. Ok, và như vậy là mình đã hoàn thành xong việc nạp tiền này, rút tiền này, test xem là giao dịch nó như thế nào này. Ok, và phía cuối video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể xác minh danh tính. Thì các bạn có thể nhìn thấy một cái thông báo ở phía trên này. Đấy, là xin vui lòng xác minh danh tính và hồ sơ của bạn là chỉ có 30 ngày mà thôi. Đó, thì các bạn ấn vào phần là hoàn tất xác minh như mình. Ok, thì ở đây nó sẽ có phần hồ sơ. Thì các cái thông tin như hồ sơ, việc làm, lý do đầu tư với cả số tiền này nó chỉ là những cái thông tin tham khảo thôi. Thì các bạn không cần phải điền quá chính xác. Như mình thì mình làm về là cái công nghệ thông tin chẳng hạn. Mình là làm việc toàn thời gian này. Mình có khoảng 1 năm kinh nghiệm giao dịch này. Lý do mình mở tài khoản là đầu cơ hay đầu tư? Đầu tư đi. Thu nhập hàng năm của mình thì nó rơi vào tầm đây, ví dụ như 100 đến 200 này, 220.000 đô đến 50.000 đô, các bạn điền đại khái ở đây là được rồi. Tổng tài sản của mình đây cũng là từ 20 đến 50.000 đô. Nguồn thu nhập của mình là từ thu nhập từ việc làm này và tiết kiệm. Ok, sau khi các bạn điền xong rồi thì các bạn ấn vào phần tiếp tục. Thì các bạn đến cái phần này, cái phần này các bạn cần phải lưu ý này. Ví dụ như cái tên của mình điền vừa nãy thì các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ đề là Dương Nguyễn Tùng. Mà các bạn ấn vào phần chỉnh sửa thì các bạn có thể thấy là các bạn điền vẫn đúng. Ví dụ tên của bạn là Dương này, họ của bạn là Nguyễn Tùng chẳng hạn. Thì là tên của mình là Nguyễn Tùng Dương hoặc là Nguyễn Văn A chẳng hạn. Ví dụ Nguyễn, xem nào, quên mất. Nguyễn Văn A chẳng hạn. Đây, các bạn ấn lưu lại. Thì các bạn có thể thấy là cái chữ, cái tên của bạn ấy, nó sẽ được đẩy lên phía trước và cái họ thì nó sẽ nằm ở phía sau. Thì đây là do cái lý do bởi vì cái hệ thống nước ngoài của nó thường sẽ để cái tên đằng trước cái họ. Đó, đây là lý do tại sao như thế. Nhưng mà ở đây các bạn điền đúng cho mình thì các bạn vẫn là điền là Dương cho mình. Đó. Còn họ ở đây các bạn là Nguyễn Tùng. Đó, các bạn cứ điền đúng cho mình không sao cả. Nguyễn Quang Anh chẳng hạn thì các bạn là Nguyễn Quang Anh, thì các Nguyễn Quang ở phía dưới này, còn tên các bạn là Anh thì các bạn điền ở đây. Ví dụ như Nguyễn Tùng Lâm thì Nguyễn Tùng ở phía dưới này, Lâm điền ở trên, được chưa? Rồi các bạn lưu lại. Đó, thì nó sẽ đẩy cái tên của bạn lên phía trước này, nhưng mà không sao. Mình có hỏi với cả bên support ở trên Xnet rồi thì những cái này nó chỉ là tên ở Việt Nam mình nó thay đổi như thế thôi, còn lên hệ thống của nó thì nó vẫn xác nhận bình thường nhé. Không có vấn đề gì cả. Đây thì mình có nói chuyện đâu nhỉ? Cái đây cái cuộc hội thoại mình có nói chuyện với cả bên Xnet đây. Đấy, ví dụ như tên hiển thị của mình là Tùng Dương Nguyễn này khác với cả tên trong giấy tờ là Nguyễn Tùng Dương. Cũng không sao đúng không? Hay là phải đổi lại cho đúng thứ tự? Thì bạn ấy có nói là dạ vâng, do đây là vấn đề về tên Việt Nam, thứ tự tên lót, họ, tên khác với cả quốc tế nên là khi khách hàng tải giấy tờ lên đúng với tên hệ thống sẽ tự động xử lý được. Thế nên là khi các bạn điền lên ấy thì cái hệ thống nó sẽ tự động xử lý được, không có vấn đề gì cả nhá. Cái này là mình đã hỏi với cả bên support rồi. Ok, giờ thì mình sẽ ấn. Ok, thì mình cứ để như này đi, rồi mình ấn vào phần tải giấy tờ lên. Thì các bạn chú ý ở trong cái phần tải giấy tờ lên này thì các bạn cần phải chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu hoặc là giấy phép lái xe. Ok, đến phần này là xác minh giấy tờ, là xác minh danh tính. Ở phần quốc gia này thì nó sẽ chọn sẵn cho mình là Việt Nam rồi. Thì các bạn có thể chọn xác minh danh tính bằng hộ chiếu, bằng lái xe, bằng chứng minh nhân dân. Như mình hay sử dụng nhất là sử dụng bằng chứng minh nhân dân. Thì các bạn khi chụp các bạn lưu ý là nó phải rõ bốn cái góc nhá. Đây, rõ bốn cái góc như này và mặt sau của nó cũng phải rõ bốn cái góc như này. Nếu mà các bạn chụp nó bị ao nét, nó bị mờ hoặc là nó bị cắt góc ở phía trên hoặc là phía dưới như này thì đều sẽ không được chấp nhận nhá. Các bạn phải chụp rõ ràng, sắc nét, rõ thông tin và nhìn rõ bốn cái góc. Đấy, bốn cái góc. Ở đây thì mình có lấy một cái ví dụ đây. Ví dụ như cái thẻ chứng minh nhân dân của các bạn như này.
thì các bạn chụp lên là nó phải rõ bốn cái góc như thế này này, được chưa? Đấy, rõ ràng như thế này, không bị bóng, không bị che mất bất kỳ thông tin nào trên này. Rồi, mặt sau các bạn cũng phải chụp như thế, rõ ràng, không bị bóng, không bị che, đúng như thế này. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ thôi. Sau khi các bạn xong rồi thì các bạn có thể ấn vào phần là gửi giấy tờ lên. Các bạn ấn vào phần gửi giấy tờ. Ok, sau phần chứng minh nhân dân xong thì nó đến với cái phần là xác minh địa chỉ. Phần này nó hơi khó khăn hơn một chút. Đó là các bạn cần phải sao kê ngân hàng. Đó, ví dụ các bạn có tài khoản ngân hàng thì các bạn sao kê ra. Rồi các bạn chụp lên, chụp ở cái phần đầu tiên này nó sẽ rõ được tên này, địa chỉ nhà này và các cái sao kê ngân hàng ở phần trên này. Sao kê ngân hàng đây, ví dụ như ở trên mạng chẳng hạn, ví dụ một cái tờ sao kê như thế này thì nó sẽ có cái phần trên cùng đây, ví dụ như chủ tài khoản này và cái phần địa chỉ này, nó là hai cái phần quan trọng nhất thì các bạn cần phải chụp được cái này lên. Ví dụ như ở đây là HD Bank này, đó, nó cũng có tên tài khoản, địa chỉ các kiểu đây. Sao kê giao dịch thì không phải nhá, là sao kê đây, ví dụ mình sẽ lấy cái Vietcombank này đi. Đó. Thì các bạn đơn giản là các bạn chụp cái phần đó rồi sau đấy các bạn đăng lên là được. Đây, ví dụ tải lên ở phần này. Gửi giấy tờ. Đó, thì sau khi các bạn gửi giấy tờ xong thì nó sẽ đến cái phần là giấy tờ của bạn nó đang được xác minh. Thì nếu mà cái quá trình này nhanh ấy, nó chỉ tầm mất 3 cho đến 7 phút thôi là các bạn đã xác minh xong tài khoản rồi. Và sau đấy thì các bạn có thể tiến hành giao dịch nạp tiền lên đến hơn 2.000 đô, tức là các bạn có thể nạp 50 triệu, 100 triệu vào để có thể bắt đầu giao dịch trên này. Thì với những bạn nào mà muốn theo con đường giao dịch trading hay là đầu tư thì mình khuyên các bạn nên hoàn thành hết tất cả các cái xác minh giấy tờ này để các bạn có được một cái tài khoản nó chính thống nhất. Và ở những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để cài đặt để các bạn có được một cái giao diện giao dịch nó chuyên nghiệp, nó an toàn cũng như nó hiệu quả nhất. Cũng như là cái cách giao dịch, các cái phương pháp giao dịch nó sẽ như thế nào thì mình sẽ làm cụ thể ở những cái video sau. Còn hiện tại ở trong video này mình mới hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản ở trên Xnet, cách làm sao để có thể nạp tiền và rút tiền ở trên này, cũng như là test qua cái phần giao dịch ở trên trang chủ của Xnet nó sẽ là như thế nào. Thì ở những video sau mình sẽ nói cụ thể hơn về cách làm sao bạn có thể setup được một cái giao diện giao dịch nó chuẩn chỉnh như thế này, cũng như là cách các bạn làm sao có thể phân tích vào lệnh ra lệnh ở đâu, tính cái số tiền lời, tiền lãi, quản lý vốn, cũng như là các phương pháp giao dịch. Thì mình sẽ làm cụ thể ở những video sau.